quan điểm của Lao đó, đó đang Lao thì sợ hack map, còn cỡ mà hack map à, hack skill, hack láng cái đó mình không bao giờ sợ luôn á. Có nhớ chưa? Là một cái hạnh phúc, cái hạnh phúc của em rất là nhiều rồi. Gặp thằng hack map tiếp. Rồi gặp thằng hack map đập đập khi nào thằng ấy hết hack map thôi các bạn nhé. Cái thằng Nhật tiếp Irid này này, thả cái thổ con bó cá nó cho anh. Các cháu thả cái chủ cái con bó cá nào. Rồi tinh thần chủ nó cảm giác nó tình ngủ một chút đấy đấy. Các bạn nhá. Quan điểm của Lao đó, đó đang Lao thì sợ hack map. Còn cỡ mà hack map à, hack skill, hack láng cái đó mình không bao giờ sợ luôn á. Cỡ gặp những cái bọn đầu Lao không bao giờ sợ cái bọn đấy luôn, chỉ sợ hack map thôi. Bởi vì hack map thì là đánh một cái trận đầu nó không công bằng. Các bạn biết vì sao không công bằng ạ? Bởi vì nó di chuyển nó biết mình đi đâu ạ. Thì đó là không công bằng. Còn hack skill á? Thì nghỉ cái từ đâu game mà. Chơi gì nữa? Gớm. Sát bất tử mới nghỉ chú ơi. Hack skill còn bình tĩnh được. Đấy. Gặp hai cái hack để thì mình khỏi chơi ạ. Đỡ mệt đâu ạ. Cho bê thẳng. Rồi sao? Đấy, chả sợ. Chả sợ cái loại hack để đâu, chỉ sợ hết nhất hack map. Anh Bùi Văn Yêu không chơi cả nữa à? Anh Bùi Văn Yêu. Lẫn đâu anh thấy. Được. Thằng díu hết chưa bà nhá, phải không ta? Thằng díu, thằng dơ blast xuống ấy. Chọc lóc, díu dơ blast xuống ba thằng ở đấy. Chả biết mà, nó qua blue rồi. Rồi nhá. Thế là cái chủ hết chiêu nhá. Đừng đó. Giết anh Bùi Văn Yêu này. Lui nhẹ một cái. Rồi đâu rồi, đâu rồi. Con lơ của nhau. Công nhận cái con sen nhá nó bay nó tăng giáp nó khó dốt nha. Ơ! Đây. Đây đó. Xích thằng nào được nhá, xích thằng nào trong trùng được nhá. Nhâm cùng chết. Thằng díu chưa phải chưa ba đâu. Kính được, xong chặt vào tay cái chủ nào. Chó lách kìa, lách kìa. Khốn nạn nhanh. Giờ đây là 2-3-4 em càng quét rồi. Đây bạn chịu sao nổi. Mẹ có cứu bằng ta. Quá đã cứu ạ. Mẹ chủ được quá đã cứu kìa. Wait. Ngọc Nga là một trang sư giám nha. Wow, không được mega cứu kìa. Rồi một lần nữa cho Lao xin chúc tất cả các bạn có một buổi trưa thật vui vẻ nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.